ngày 28 tháng 5, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái 1 tuổi. Chiều ngày 28 tháng 5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện quận Bình Tân cho biết chiều ngày 27 tháng 5, bệnh viện này đã tiếp nhận trường hợp bé gái tên K, sinh năm 2021, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tử vong trước khi vào bệnh viện, cơ thể tím tái. Cùng ngày, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan công an đã lấy lời khai người phụ nữ tên TR, 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, là người trông giữ bé K, cũng như tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của bé này. Theo thông tin ban đầu, bé K là con của chị V, 37 tuổi. Sáng ngày 27 tháng 5, chị V giao con cho TR, giữ như thường ngày. Sau đó, TR gọi điện cho chị V nói rằng bé K bị ho, ọc sữa, có dấu hiệu tím tái. Chị V đưa bé K đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.